Kính thưa Quốc hội, tôi bày tỏ sự đánh giá cao đối với phần giải trình tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án luật trình ra Quốc hội lần này. Và tôi cũng đồng quan điểm với một số đại biểu đánh giá rằng là cái tinh thần tiếp thu rất là nghiêm túc và những vấn đề không tiếp thu thì giải trình rất là rõ và cũng thấu tình đạt lý. Những điểm còn ý kiến khác nhau thì đã có sự đồng thuận giữa Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho nên tôi nghĩ rằng là cái sức thuyết phục của dự án luật lần này là rất rõ. Để góp phần hoàn thiện dự án luật thì tôi xin phép được nêu hai nội dung cụ thể sau đây. Thứ nhất là về giải thích từ ngữ ở điều 3 đối với khái niệm người tiêu dùng. Tôi ủng hộ việc quy định người tiêu dùng bao gồm cả tổ chức như đã thể hiện trong khoản 1 điều 3 với những lý do mà báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu. Tuy nhiên thì khi đọc về cái khái niệm này thì tôi có 4 băn khoăn. Cái băn khoăn đầu tiên tức là khái niệm tổ chức ở đây thì tôi cũng không hiểu đã bao gồm hết tất cả các cái đối tượng mà được tham gia vào hoạt động mua hay không. Ví dụ như là gia đình, hộ gia đình hoặc là hợp tác xã vân vân. Theo từ điển kinh tế học hiện đại định nghĩa thì người tiêu dùng là bất cứ đơn vị kinh tế nào có nhu cầu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng. Thông thường thì người tiêu dùng được coi là một cá nhân, nhưng trên thực tế, người tiêu dùng có thể là cơ quan, các cá nhân và nhóm cá nhân. Tôi có nghiên cứu luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Ấn Độ năm 2019, thì cái giải thích từ ngữ người tiêu dùng ở luật của Ấn Độ cũng được hiểu bao gồm là doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã và tổ chức xã hội. Như vậy thì ở đây cũng cần phải làm rõ. Thứ hai là cái quan hệ tiêu dùng trong khái niệm này được xác lập thông qua hai hoạt động. Nếu là quan hệ qua mua bán thì đó là vai người mua. Và nếu là quan hệ qua hoạt động sử dụng hàng hóa dịch vụ thì đó là vai người dùng. Theo đó thì người tiêu dùng có thể được hiểu là người mua và sử dụng. Nhưng cũng có những trường hợp người mua không đồng thời là người sử dụng. Tôi lấy ví dụ như là đại diện của các nhà trường mua sữa, nhưng người tiêu dùng lại là học sinh, người sử dụng là học sinh. Vậy thì trường hợp này ai được xác định là người tiêu dùng, người mua hay là người sử dụng? Và pháp luật sẽ bảo vệ người tiêu dùng, sẽ thừa nhận và bảo vệ cho ai? Thứ ba là đối tượng thứ ba là những cá nhân tổ chức không có, tức là không chủ động thực hiện giao dịch, tức là không mua. Nhưng mà trong một số trường hợp thì đã bị kéo vào cái hành vi mua bán, ví dụ như là các cái cuộc điện thoại hoặc các cái tin nhắn là quấy rầy. Thì trường hợp này, những người mà được nhận những tin nhắn, những thông tin về các cái giao dịch này có được coi là người tiêu dùng và được pháp luật bảo vệ hay không? Và thứ tư là ngoài mục đích tiêu dùng sinh hoạt như trong khái niệm nêu ra thì có còn các nhu cầu khác nữa hay không? Bởi vì là không hẳn là trong cái giao dịch mua bán thì người tiêu dùng có thể là chỉ sử dụng cho chính mình hoặc là nhu cầu sinh hoạt của cá nhân, gia đình mà có thể dùng vào các cái nhu cầu khác. Ở luật bảo vệ người tiêu dùng của Nga năm 1999 và có sửa đổi năm 2007 tôi nghiên cứu thì có 3 cái hoạt động được đưa vào khái niệm, đó là tiêu dùng, sinh hoạt và nhu cầu khác. Vì những lý do đó thì tôi cũng đề nghị là ban soạn thảo quan tâm và thể hiện khái niệm người tiêu dùng một cách minh bạch rõ ràng hơn để dễ triển khai thực hiện. Cái nội dung thứ hai mà tôi tham gia đó là nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở điều 6. Tôi rất quan tâm điều này bởi vì theo tôi hiểu là những quy định có tính nguyên tắc thì sẽ chi phối các cái nội dung quy định cụ thể ở các điều luật khác. Do vậy cho nên là khi mà quy định có tính nguyên tắc được nêu ở điều 6 thì phải thực sự mang tính nguyên tắc. Tuy nhiên thì khi đặt cái điều luật này thì có một số cái cách diễn đạt, một số cách thể hiện từ ngữ thì tôi thấy còn băn khoăn. Tại khoản 2 thì có đề cập tới quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Trong khi đó thì tôi nghĩ là trong lĩnh vực tiêu dùng thì nên hiểu là quyền lợi, chứ không nên hiểu theo hướng là quyền và lợi ích hợp pháp. Tên của luật là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tên của điều luật cũng là về nguyên tắc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cho nên là cần thống nhất. Thứ hai là trong cái khoản 3 thì bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng phải thực hiện chủ động từ sớm. Thì tôi cũng không hiểu là với nguyên tắc chủ động từ sớm này thì sẽ được cụ thể hóa, lượng hóa như thế nào trong các cái điều luật khác. Và trong cái khoản 3 này thì có đưa ra nguyên tắc công bằng. Và nguyên tắc công bằng này cũng được lặp lại ở khoản 5. Thì tôi cũng không hiểu là giữa quan hệ người mua người bán là quan hệ thuận mua vừa bán thì sẽ thực hiện cái quy định công bằng như thế nào.
Còn về khoản 5 thì giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh phải bảo đảm sự công bằng, bình đẳng, tự nguyện, không vi phạm pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội. Đó là nội dung của khoản 5. Tôi tiếp cận với khoản 5, đây là một khoản mới so với luật hiện hành. Thì tôi hiểu rằng là quy định của khoản 5 này là một nguyên tắc để thể hiện cái mối quan hệ giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh. Thế thì tôi muốn tiếp cận từ góc độ là nếu xét cái mối quan hệ này thì nên dùng cái khái niệm là bảo đảm cân bằng giữa quyền nghĩa vụ của người tiêu dùng với quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh, hơn là hiểu theo nghĩa là cần phải công bằng, bình đẳng. Thì đó là cái cách tiếp cận của tôi. Vì vậy tôi đề nghị là cái khoản 5 của điều 6 thì nên thay cách diễn đạt theo hướng là bảo đảm cân bằng giữa quyền nghĩa vụ của người tiêu dùng với quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân kinh doanh. Nội dung nguyên tắc này thì đã được thể hiện trong khá nhiều các điều luật, thì tôi nghĩ rằng là cần phải được đưa vào trở thành một nguyên tắc ở điều 6. Ngoài ra thì tôi cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thủy Bắc Cạn và đại biểu Lê Xuân Thân Khánh Hòa cùng với một số đại biểu khác về việc là đề nghị ban soạn thảo xem xét quy định giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng ở điểm C khoản 2 điều 70. Lý lẽ thì các đại biểu đã phân tích rồi, tôi xin phép không lặp lại. Tôi xin hết ý kiến, xin cảm ơn Quốc hội.